Vượt mặt thái tử Samsung, ông trùm đầu tư Michael Kim thành người giàu nhất Hàn Quốc. Trong danh sách 50 người giàu nhất Hàn Quốc năm 2023 mà Forbes vừa công bố cập nhật tài sản ròng của các tỷ phú đến ngày 17 tháng 4. Theo đó, với khối tài sản ròng 9,7 tỷ đô la Mỹ, ông trùm đầu tư Michael Kim đã soán ngôi nhà sáng lập Kakao Kim Bom Su để trở thành người giàu nhất Hàn Quốc. So với năm 2022, giá trị tài sản ròng của ông Michael Kim đã tăng 2 tỷ đô la Mỹ, qua đó giúp nhà đồng sáng lập MBK Partners tăng tới 2 bậc trong danh sách. Được biết, MBK Partners, công ty tư nhân có trụ sở tại Seoul, đang quản lý khối tài sản trị giá hơn 26 tỷ đô la Mỹ. Trong khi đó, chủ tịch điều hành Samsung Lee Jae-yong có năm thứ ba liên tiếp đứng thứ hai trong danh sách 50 người giàu nhất Hàn Quốc của Forbes. So với năm ngoái, tài sản ròng của thái tử Samsung giảm 1,2 tỷ đô la Mỹ xuống còn 8 tỷ đô la Mỹ.